Ok, xin chào các bạn, mình là Bảo Râu đến từ AZBC. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video clip ngắn để mình chia sẻ một chút xíu về những cái khay nhỏ gọn xài những cái men chuẩn ETF. Thì như bạn biết thì đôi khi vì những cái lý do đặc biệt nào đó chúng ta cần phải sử dụng những cái khay nhỏ gọn để chúng ta có thể dễ dàng di chuyển. Thì tuy nhiên những cái khay nhỏ gọn như vậy thì nó sẽ có một cái nhược điểm là cái hệ thống tản nhiệt của nó sẽ rất là nó rất là bí, là do là cái diện tích khay này nó quá nhỏ đi, thì nó chỉ phù hợp với những cái con siêu mà dòng thấp thôi, những cái con siêu có cái TDP, cái nhiệt lượng tỏ ra thấp thôi đó. Thì nhưng mà nếu bạn muốn sử dụng những cái con siêu mạnh mẽ, ví dụ như đây là mình đang xài cái men Z370 và cái con siêu 8-7K, thì mình phải cần một cái cục tản nhiệt nó có cái khả năng tản nhiệt tốt, không? Thì những cái cục tản nhiệt như vậy thì thường thường nó sẽ không có nhỏ gọn. Có một cái loại tản nhiệt khác nữa là cái loại tản nhiệt top down, đó là thổi từ trên thổi xuống. Tuy nhiên cái cục top down đó thì nó lại có một cái nhược điểm, đó là cái công suất tản nhiệt nó không có lớn, và thứ hai đó là nó sẽ làm cho cái hơi luồng gió đó luôn nó sẽ bị bí trong này. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn là chúng ta sẽ build một cái hệ thống và sử dụng cái khay Johnsbo C2. Cái con này bằng nhôm, rất là nhỏ gọn nhẹ. Tuy nhiên cái bình thường đó là cái khay này nó sẽ hỗ trợ cái chuẩn nguồn ATX, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái adapter như vậy để chúng ta chuyển từ cái nguồn ATX qua cái nguồn là chuẩn FFX. Tuy nhiên vẫn cái nguồn này nó vẫn không không đủ nhỏ để có thể là vừa xài được cái tản nhiệt, vừa xài được cái nguồn như vậy. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu là mình sẽ sử dụng cái nguồn Delta DBF 500AB gạch 10 gạch C. Nhược điểm của những cái nguồn LED ATX là nó sẽ rất là ồn khi mà cái quạt này nó quay, tuy nhiên là cái nguồn này nó có thể tải được một con 8700K và một cái cạc 1080 ETX full load 100%, hai cái đồng thời một lúc xíu mà cái nguồn nó vẫn không có bị hú lên. Thì cái nguồn này nó sẽ có sẵn là 24 pin và 8 pin CPU. Ở đây có một cái đầu 8 pin CPU nữa, thì mình sẽ dùng adapter chuyển từ 8 pin CPU này chuyển sang 8 pin Vega. Rồi ở đây có hai cái đầu ATA và hai cái đầu SATA. Thì bao nhiêu đây là quá đủ cho một cái hệ thống nhỏ gọn như vậy rồi. Đó. Thì ở đây mình đã mod sẵn một cái adapter. Mình dùng Mica 3 ly mình để mình làm cái adapter, làm cái mount để mình gắn được cái nguồn flash ATX này vào đây. Đó. Đây là như vậy. Đó. Đó, thì đây là khi mình lắp cái nguồn vào thì đó là cái khoảng hở, cái khoảng hở từ cái nguồn xuống cái cục tản nhiệt vẫn còn rất là cao, rất là thoáng mát. Thì cái dòng khí đối lưu nó sẽ thổi hút từ ở dưới này đi vô, và từ cái cục tản nhiệt này sẽ thổi thẳng ra phía sau này. Thì lúc đó chúng ta có thể sử dụng và đảm bảo được cái nhiệt độ trong cái hệ thống máy tính của chúng ta. Đây, ở đây thì đây là cái men Z370 N Wi-Fi của Gigabyte, 8700K, RAM ADATA 2K16GB, quạt hút gió từ ở dưới thổi lên, và từ ở trong CPU này nó sẽ thổi ra phía sau, cái luồng gió đó luôn nó sẽ đi như vậy. Đó. Rồi đây mình sẽ lắp cái nguồn vào và mình sẽ cho các bạn thấy là khi chúng ta lắp vào thì cái hệ thống ta nó vẫn rất là gọn gàng, và tuy nhiên mà nó sẽ đáp ứng được cái tiêu chí về nhiệt độ. Rồi bạn thấy là mình cố định ba cái con ốc này vô đây rồi. Đó, thì nó sẽ nằm ở đây. Và thứ hai nữa là cái nguồn này nó sẽ nằm ngay phía trên cái tản nhiệt này. Dây nhợ là khi mình đi vô thì nó sẽ nằm gọn ở trong cái hệ thống như vậy. Ví dụ như nó có bị lắc như nữa thì nó cũng sẽ nằm ở trong cái giới hạn của cái nắp ngay đây lại. Không? Thì các bạn có thể là an tâm là sẽ không sao hết. Thì cái hệ thống là sau khi mà các bạn sẽ lắp ráp xong thì nó hình dáng nó là như vậy. Thì bước kế tiếp thì mình sẽ
chuyển cái đầu này đang là 8 pin dành cho CPU, thì mình sẽ chuyển lại, mình sẽ chích cái pin này, mình sẽ chuyển lại thành 8 pin VGA và mình sẽ cắm vào đây ha. Chuyển xong mới cắm nha. Này là đang của 8 pin CPU ha. Lát nữa mình sẽ dứt những cái pin này ra, rồi mình sẽ đảo ngược những cái vị trí này lại và mình sẽ cắm vào đây một cái jack cạc hình, dùng mình nó hỗ trợ cho cạc hình thôi. Thì cái nguồn ngoài ra cái khay này thì nó còn có một cái giá đỡ để gắn ổ cứng và SSD, ổ cứng 3.5, 2.5 và 3.5 ở đây. Thì có nhu cầu thì các bạn sẽ xài, còn nếu mà không có nhu cầu thì thôi, mình cũng sẽ gắn cái giá đỡ ổ cứng này vào để cho nó giữ cho cái máy tính chúng ta, là nó cái khay á, nó sẽ giúp cho cái khay chịu lực và nó không có bị cong queo, không có bị cong vên như cái kiểu. Thì cái này ngoài có tác dụng là đỡ ổ cứng thì nó có tác dụng là giúp cho nó giữ cho cái khay chúng ta nó sẽ không có bị cong quẹo. Rồi khi mà chúng ta bắt xong cái bát này thì cái khay chúng ta nó sẽ cứng chắc hơn rất là nhiều so với khi mà chúng ta tháo ra. Mình tháo ra để mình đi dây nhợ thì khi cho nó dễ thôi, khi mình lắp lại xong thì mình sẽ trả nó về vị trí ban đầu. Cái này là cái đầu 8 pin cho CPU và mình sẽ chuyển thành 8 pin cho VGA. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy những cái pin này ra. Đối với cái đầu 8 pin dành cho cạc màn hình thì chúng ta sẽ cần 3 cái pin 12V và 5 cái pin mát. Ở đây mình đã có được 3 cái pin 12V và 4 cái pin mát rồi, cho nên lát nữa mình sẽ nối thêm một cái pin mát qua nữa thì mình sẽ được 5 cái. Các bạn có thể dùng một cái dao gọt giấy, các bạn sẽ khựi nhẹ cái lớp này đi. Rồi nhưng mà cái này nếu các bạn thao tác không cẩn thận thì có thể nó sẽ đứt cái dây phía trong. Và cái cách mình hay làm đơn giản nhất là mình sẽ dùng một quạt và mình sẽ hơ nóng chảy cái chỗ này đi. Đó, mình sẽ hơ nóng chảy cái chỗ này luôn. Đó, và mình sẽ dùng tay mình tuốt nhanh cái này ra. Đó,